ones. Don't forget your hats. Yeah. Mom, I really went fast and I went slow. Oh, no. Is it okay? Don't rush her like that. Chế đi. Vẫn đi từ từ thôi. Slowly, slowly. Slowly. Say, Carly, come, come. Ôi, coi nè. Cảm ơn dẫn chó đi chơi. No, 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 no. Not too harsh. Aww. Đó, muốn nằm hả con? She wanna lay down. Yeah, see? She like to lay down. Say, say you wanna go for a walk? Oh, trời, 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 trời. Có đời được đời không? Yeah. Đừng có làm gì mạnh quá con chó đau. Trời ơi. Cái con chó này là của cái cô này nè cô chú. Cái xong rồi cái nó lại nó cho con dẫn nó đi được không? Cái cô nó ok. Cái cô hỏi ý kiến của Ngọc. Làm sao? Là sao không hiểu? Cái cô hỏi Ngọc là tao có thể để con chó cho con mày dẫn được không? Nói được, nếu mà bà ok. Cái là bà đưa cái sợi dây cho nhỏ dẫn có được đời không? Chơi chơi chơi. Người ta không muốn đi thì đừng có dẫn người ta đi. Đứng đó với nó một chút, người ta con dẫn người ta đi hồi tao cũng mệt chứ. Chó mà chứ đâu phải là đồ chơi đâu mà cứ giật con ta. Cô chú thấy chị bữa nay mặc đồ đẹp không cô chú? Cô chú thấy nó chạy mang cái bộ đồ này nó mặc cái hồi sinh nhật nó năm ngoái á cô chú, mà tới giờ bữa nay mới lâu ra mặc lại. Thì we gotta go sweetheart. Say bye. Bye, you look very cute. Trời ơi con nhìn con dễ thương. Con nhìn con dễ thương quá đi một chút nữa. Trời ơi coi kìa, coi cái tưng kìa. Trời ơi con để cái tưng mà còn để hai cái tay vậy nữa. Rồi ở đây làm sao? Cái tưng để hai tay sao? Để hai tay sao? Ừ. Cái tưng mà còn để hai tay đâu nữa. Đó đó đó, mình mặc đồ á là mình không có đi cà khịa nghe không? Trời ơi có hai tay đi kìa, có được đời không? Tao đứng chụp hình với ba. Chạy đi, let's take a picture of daddy car. Chạy đi. Đứng đây mày chụp tấm hình cho ba với con nè. Đứng đây nè. Chạy, hay, đừng dục dư. Chạy đi. Chạy đi, con này. Bữa nay Ngọc bị khen tí. Bữa nay Ngọc bị sang tiếng. Cái con chay này không có được giật giật chơi đó chơi rồi. Bây giờ chụp tấm hình nè, đây. Chụp hình nè. Đứng đây. Chay đi. She wanna take a picture with you. Okay? Okay, take a picture by yourself first and then daddy gonna come. Đứng ra ba. Phải không phải mà kêu nó chụp tấm hình dễ đâu nghe cô chú nha. Mấy cái tấm hình mà đưa lên đó hả, chụp lên cho cô chú coi là không phải dễ đâu đó. Rồi, nghe đây. 1, 2, 3, cười. Cười, lấy tay xuống đây, làm gì vậy? Cười, 2, 3, cười. Rồi, đúng rồi. Vậy đó, nhìn mẹ nè. Rồi, đẹp quá, cô chú chụp giùm rồi đó. Ok, vô. Kia thổi cái đầu kia. Thổi cái đầu kia. Ưng thổi cái đầu đó vậy hả? Hả? Gì? Mẹ hả? Rồi xong luôn. Nghiên cứu cái cây đó tới đâu rồi? Hả? Nghiên cứu cái cây đó tới đâu rồi? Con nằm con ngồi con nghiên cứu gì cây đó hả? Đưa cho mẹ hả? Ừ. Để mẹ đưa đây. Đó. Mẹ thổi nha. Ok.
hả? Trời ơi, ôi trời. God bless you. God bless you. God bless you. Rồi hát lại đi. Hát lại cho cô chú nghe đi. Yeah, this is where you line up. So we're going to be like the first cars in the place. What time they start? They're going to open up at 6. Na 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 na. Mom, I don't want to record. It's too bright. Daddy, can you roll up the window? Ok, her window too. Ok, rồi. Đó, ba đứa kiến lên rồi đó. Rồi, ok, rồi, hát đi. No, I don't hack. Hả? I don't hack anymore. Oh, you don't want to hack anymore? Trời ơi, I don't want to hack anymore. Sao vừa chơi tiếng Anh, vừa chơi tiếng Việt vậy? Một là Việt hết, hai là hả? Anh hết. Well, I don't want to hack anymore. Cô chú coi em chay nè, cô chú nè. Bữa nay á, em chay ngồi trên cái ghế ăn ngày xưa. Trời ơi, giống em bé dễ sợ không? Em bé 4 tuổi. Thì kêu đeo kiến vô, cái nó đem cái kiến nó quẹt lên ngay trên nó vậy, y như là nó diễn viên vậy. Y như đi quảng cáo thời trang vậy đó. Đeo kiến vô đi. Đeo kiến vô đi. Con. Ai cho con này vậy? Mommy, I was walking into the garden house and you didn't play there. À, nó nói là nó đi bộ vô cái nhà của cô đó, cái garden house là nhà đó cô đó tuần trước trồng rất là nhiều bông đồ này chi khác nọ vậy đó. Tức là cô đó cho nó cái này với cô chú. And it was friend's house and I really like to go in her house. I go in her. I'd stay in my house for 20 hours, then I go to her house. À, nó nói là cái nhà của cô đó là rất là thích vô nhà cô đó chơi đúng không con? Nghỉ chơi với bà đi lo rệt qua nhà cô đó chơi. Nó nghỉ chơi với bà đi lo rệt hả chay? Con còn chơi với bà đi lo rệt không? No. Sao vậy? I chơi a little bit. À, ai chơi a little bit. À, chơi chút xíu thôi đó, có chơi với bà được. Còn chơi với bà kia nhiều hơn hả? Còn đi qua nhà bà kia chơi có nói xấu bà đi rồi không? Mommy. Mommy. Yeah. Ôi đẹp quá. À, cô chú coi nè, chay nó đàn một lần, đàn hai cái luôn cô chú ơi. Đàn cho cô chú coi coi. Ô trời, bấm điện thoại luôn hả? Mommy. Cái gì vậy? Trời ơi, nó bấm nó tự quay phim đó cô chú. Rồi bấm dựng lên. Rồi bắt đầu nha. Rồi xin chào tất cả mọi người trước. Nhìn vô cái camera. À, xong chưa? Rồi sao ạ? Bị hư rồi hả? Bị hư rồi hả? À, để mẹ nghe điện thoại cái. Rồi cô chú ơi, mẹ nó nghe điện thoại từ nãy giờ. Nó thấy mẹ nó vừa cúp điện thoại xong nó nói mẹ quay con. Ai á, trời tự nhiên cho công chúa ngồi lên ghế vô kỳ. Đàn đi, đàn cho cô chú nghe đi. À, cô chú thấy phòng chơi cho ta chơi, dẫn cô chú vô coi phòng, để lên. Đi. Dẫn cô chú coi vô coi phòng, để lên. Ủa không có dẫn cô chú vô coi phòng mới hả? Màu gì hả? Sao? Trời chơi nhà chơi giờ nhiều màu sắc lắm nha cô chú nha. Thôi từ từ để sơn xong hết đi rồi cho cô chú coi. Nhà chơi giờ là sắc màu mà sắc tình yêu. Hứng tới đâu là làm tới đó hả? Gì vậy? Cái gì vậy? I can do it. Trời ơi, gọi con ngoài hết trời. I can do that by myself. Trời ơi, nó nói mẹ coi con có thể làm cái đó tự một mình con kìa. Ý là cái đáy này lên. Rồi bây giờ đàn đi. No, not yet. Trời chưa nữa hả? Mấy ngày nay cô chú không gặp con, mấy ngày nay cô chú nhớ con quá trời, cô chú ngồi hốc u. Dày quá là nhớ luôn. Cô chú khóc vậy chay? Có không ta? Không biết cô chú có khóc vậy em ta? Có không chay? Con nghĩ có không? Trời ơi, nay mặc quần trái lê đồ nữa. Quần trái lê, trái lụ đồ nữa. Bây giờ có quay con không? Hà cấp. Có quay con thì ngước mặt lên chào cô chú đàng hoàng. À, em piano. Ủa đâu có đâu, con đâu đang chơi đàn piano đâu, con đang chơi chung búp bê mà. 10, 10, 10.
À, hả? Pretend hả? Giả vờ hả? Cô chú thấy hết chứ cô chú đâu có ấy đâu mà con giả vờ được. Con chào cô chú đi, mặc dù con đang chơi nhưng mà con vẫn chào cô chú đàng hoàng. Nói đi. Con xin kính chào ông bà cô chú. Nói đi. Mom. Thôi thôi nghỉ khỏi chơi nè, khỏi bấm nữa. Thôi khỏi quay nữa. Rồi nói đi, con xin kính chào. Con xin kính chào ông bà cô chú. Bà cô chú. Đúng rồi. Rồi đang đi, đang đi. Ai đang bằng chứng? Đang đàng hoàng. Do re mi re do re mi re do. Mommy, you sing by yourself. Đúng rồi. Si fa mi. Do re mi. Son 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 fa 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 mi 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 re 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 do 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 son 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 si 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 hả si nè con nói nè do re mi fa son la 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 nãy mày đọc lộn mất la si do rồi đúng rồi hay ghê ai bát mà làm thành ngay cái đàn đó thầy hay ghê đàn hai tay luôn. Chừng nào mà con ready con muốn học đàn piano á là con nói mẹ nha. Để mày mua cái đàn piano về cho bà khi bà tới bà dạy con nha. Chết chết chết. Mommy. Ừ. Ôi trời, cái con gì đứng đứng tóc đây nè. Thì sao nhà này có ruồi vậy? Ruồi kìa. À quýnh lộn viên ruồi hả? Trời ơi, con quýnh lộn viên ruồi rồi. À chết, tự nhiên hồi sáng này cái cô có cái cô nào cũ nhắn mẹ cũ nói cho coi cái hình hộp xăm mà chay nó uống mà mẹ quên tới giờ luôn. Bây giờ mẹ nhớ mẹ nhắn đi chứ còn không mấy quên, mất lịch sự lắm phải không? Ok ok.